sao anh chị, ngày 11 tháng 1 năm 2022, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 43/2022/QH15, đưa ra một số chính sách nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển nền kinh tế xã hội. Nổi bật là chính sách giảm 2% thuế suất, thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng cho nhóm hàng dịch vụ chịu mức thuế suất 10%, trừ một số hàng hóa dịch vụ bao gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng không kể khai thác than, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vậy, cụ thể chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43 ảnh hưởng ra sao tới từng đối tượng doanh nghiệp? Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thì trên hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất, thuế giá trị gia tăng sẽ thể hiện mức thuế suất theo quy định 8%. Còn đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, thì doanh nghiệp được giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, trên hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng cần thể hiện như sau. Cột thanh tiền ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm thuế. Cột cộng tiền hàng hóa, dịch vụ ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ trên doanh thu. Đồng thời, hóa đơn có ghi chú đã giảm số tiền tương ứng 20% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 43/2022/QH15. MISA đã kịp thời đáp ứng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết 43 như thế nào? Trường hợp anh chị đang sử dụng MISA Mi Invoice Web Amit kế toán bản online, hệ thống sẽ tự động cập nhật phiên bản mới nhất, anh chị không cần thao tác gì thêm. Trường hợp anh chị sử dụng phần mềm Mi Invoice Desktop, anh chị cần nâng cấp lên phiên bản, cụ thể là phiên bản R3 đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và phiên bản R28 đối với doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51. Nếu doanh nghiệp đang dùng phần mềm kế toán Amit ACT2, anh chị cần nâng cấp lên phiên bản R66 để xuất được hóa đơn giảm thuế giá trị gia tăng. Đối với sản phẩm MISA SME 2022, còn hạn cập nhật, anh chị cần nâng cấp lên phiên bản R11, kịp thời đáp ứng xuất hóa đơn theo nghị quyết 43 trên phần mềm. Bên cạnh đó, với những doanh nghiệp nào đang sử dụng MISA SME 2021, còn hạn cập nhật, anh chị hãy để lại thông tin, liên hệ ngay hôm nay. MISA sẽ hỗ trợ nâng cấp miễn phí lên MISA SME 2022 bản thuê bao hoặc Amit kế toán. Riêng đối với anh chị đang sử dụng MISA SME 2021 trở về trước đã hết hạn cập nhật, để đảm bảo phát hành hóa đơn điện tử đơn giản và thuận tiện nhất, MISA khuyến khích anh chị nên nâng cấp lên phiên bản mới nhất từ MISA SME 2022 R11 trở đi hoặc Amit kế toán. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp MISA để được hỗ trợ và truy cập ngay link dưới video để đăng ký nâng cấp phần mềm. Nếu anh chị vẫn tiếp tục sử dụng MISA SME phiên bản cũ hơn, thì mình có thể tham khảo qua hai giải pháp mà phần mềm đáp ứng sau đây. Cách 1. Phát hành hóa đơn độc lập trên MISA Mi Invoice, sau đó lấy về MISA SME để hạch toán. Giải pháp này dành cho khách hàng thuộc hai đối tượng cụ thể sau. Với khách hàng đang sử dụng phiên bản SME 2019 R5 trở lên, SME 2020, SME 2021, SME 2022 R1 đến R10 và áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC.
Và đối tượng thứ hai là với khách hàng đang sử dụng SME 2022 phiên bản R7 đến R10. Đồng thời, áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NDCP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. Cách 2. Lập chứng từ trên MISA SME, sau đó cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trên Mi Invoice để phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị quyết 43. Cách này áp dụng đối với tất cả các khách hàng đang sử dụng MISA SME phiên bản cũ, bao gồm MISA SME 2015, 2017, 2020, 2021 và MISA SME 2022 từ R1 đến R10. Như vậy, có thể thấy với tất cả sản phẩm kế toán MISA, dù là phiên bản cũ hay là phiên bản mới nhất, thì anh chị đều có thể sử dụng để xuất hóa đơn theo Nghị quyết 43. Tuy nhiên, MISA khuyến nghị nâng cấp lên phiên bản mới nhất để thuận tiện hơn cho quý khách hàng trong quá trình sử dụng. Lộ trình đáp ứng các phiên bản cũng như tài liệu hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử theo Nghị quyết 43, MISA sẽ đính kèm ở link phía dưới video. Mời anh chị tham khảo. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ video và đừng quên bấm nút đăng ký kênh kèm nút chuông nho nhỏ để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!